Thần sắc nhợt nhạt thế này lại thức trắng đêm đúng không? Tối qua nói với em rồi, em cứ yên tâm mà ngủ đi, chuyện thằng Minh có anh lo rồi. Chưa bao giờ anh ấy giận mà lại bỏ ra khỏi nhà như thế. Em vừa lo vừa bực, ức quá không ngủ được. Đàn ông đôi khi gặp rắc rối trong công việc á, họ chỉ muốn ở một mình thôi, sau đó đâu là vào đấy mà. Em đừng lo lắng quá, với lại thằng Minh nó cũng ba mấy rồi, có phải trẻ trâu đâu mà lo. Cũng gần 40 rồi anh ạ. Tính của anh ấy em hiểu chứ, em lo cũng chẳng được. Mà không lo thì không biết lấy đâu ra tiền mà sống nữa. Em nhờ anh nói với anh ấy giúp em. Chứ anh ấy cứ như thế này, thực sự em không biết phải làm sao. Được rồi, được rồi, em cứ yên tâm đi làm đi. Chuyện thằng Minh á, anh xử lý cho. Mà anh nói nè, em đừng bao giờ vì một người đàn ông đang buồn mà khiến bản thân mình trở nên tiều tụy như vậy. Vô tình á, sẽ khiến người đàn ông áp lực hơn đó. Hiểu chưa? Dậy rồi à? Ông đi đâu về sớm thế? Mua cà phê cho bạn già. Uống đi. Vợ tôi lại bô bô với ông rồi chứ gì? Bô bô có gì chứ? Ông đang nói khó nghe thật sự đó. Nè, tôi nói cho ông biết nha, trên cuộc đời này á, chỉ có Lệ là chịu được ông thôi đó. Ông cũng thấy tôi vô dụng chứ gì? Để Lệ phải chạy vạy, nhờ vả, xin việc khắp nơi. Cái lỗi lớn nhất của Lệ là quá yêu chiều ông. Ông vừa vừa phải thôi hả? Lúc người ta không quan tâm á, ông chửi người ta vô tâm. Đến lúc người ta quan tâm ông á, ông chửi người ta khinh thường mình. Sống sao cho vừa ý hả? Còn cái chuyện công việc á, thôi quên đi. Bớt áp lực, bớt căng thẳng lại, vui vẻ lên, có gì đâu. Chẳng qua là chưa muốn đi làm thì chưa đi thôi. Minh Gỗ nè, nếu như ngoài kia sóng gió quá thì quay về với tôi đi. Ở công ty của tôi còn nhiều việc cho ông lắm ha. Về hỗ trợ tôi với ông đều vui vẻ đúng không? Rồi khi nào bên ngoài có việc cho ông á thì ông lại bay nhảy, tôi không thèm giữ đâu. Không cần đâu. Cái thằng này, bạn bè thân thiết hỏi phải suy nghĩ kỹ chứ. Phũ phàng thật sự.